Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phong theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu và nói rằng: Lạy Thầy, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng. Nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa được nó. Chúa Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng, ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho ta. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé, và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Vì các con yếu lòng tin. Thầy bảo thật các con, nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, chắc ai trong chúng ta dù nhiều hay ít cũng có dịp để chăm sóc người thân của mình, hoặc chứng kiến những ai đó lâm vào cảnh đau yếu bệnh tật. Nỗi đau bệnh tật không chỉ đau khổ cho người mắc phải, mà còn là nỗi đau tinh thần và lo lắng cho những người thân cũng như những ai đã chứng kiến. Điều này cho chúng ta cảm thông với người cha trong bài phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe. Ông có đứa con trai bị bệnh kinh phong. Theo lời của ông nói với Chúa Giêsu thì tình trạng của đứa bé rất trầm trọng. Có khi thì nó ngã vào lửa, có khi thì nó ngã vào nước. Nghĩa là tình trạng của đứa nhỏ có thể chết bất cứ lúc nào nếu không có ai giúp đỡ trong những lúc như vậy. Hơn ai hết, người cha đã cảm thông được sự đau khổ của người con bằng một tình phụ tử, cho nên đã thúc đẩy ông chạy đôn chạy đáo tìm thầy tìm thuốc để chữa trị cho con mình. Và dù một lần ông đã thất bại trước, với lại ông đem con của ông đến với các tông đồ, nhưng mà các tông đồ lại bất lực trước tình trạng bệnh tật của con của ông, nhưng ông không nản lòng, vẫn tin tưởng và tha thiết hơn. Cho nên ông đem con của mình đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Chúng ta quan sát xem thái độ, lời nói, hành động của người cha này khi ông gặp Chúa Giêsu. Trước hết chúng ta thấy ông quỳ xuống trước Chúa Giêsu, thể hiện của một cái sự khiêm tốn, một cái sự chân thành của ông đối với Chúa Giêsu. Rồi tiếp theo đó, ông lại xin Chúa Giêsu: Xin thương xót con trai tôi. Nói lên một cái sự tha thiết, một cái niềm tin tưởng của ông với Chúa Giêsu. Và rồi ông đã kể ra tình trạng bệnh tật của con ông.
nó bị bệnh kinh phong và bệnh nặng lắm. Có khi ngã vào lửa, có khi ngã vào nước. Để nói lên một cái bệnh tình nặng nề và cần phải được gấp rút được chữa trị. Đứng trước lòng tin tưởng và tha thiết của người cha, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con của ông được khỏi chứng bệnh kinh phong. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em, đứng trước lòng tin tưởng và việc làm của người cha trong bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thêm phần xác tín. Điều thứ nhất, việc làm hy sinh và lời cầu nguyện cầu xin của người này sẽ đem lại ơn ích cho người khác. Đây cũng là điều mà giáo hội luôn dạy chúng ta về sự thông công trong các thành phần dân Chúa với nhau, giữa chúng ta những người còn đang sống, chúng ta với các thánh và chúng ta với lại những anh chị em đang đau khổ trong nơi thanh luyện. Vì vậy, chúng ta hãy dâng những việc làm hy sinh của mình và với những lời cầu nguyện tha thiết như là người cha trong bài phúc âm hôm nay, để cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta đang bị đau khổ phần hồn phần xác, nhất là những trong cái lúc nạn dịch đang hoành hành, những anh chị em của chúng ta đang nhiễm bệnh ở đó đây, có những người rất là nặng nề. Và đồng thời chúng ta cũng cầu xin với các thánh để cầu chuyển cầu ơn Chúa cho chúng ta, trợ giúp chúng ta trong cuộc sống trần gian này. Điều thứ hai, chúng ta thấy trước khi người cha chạy đến với lại Chúa Giêsu thì ông đã đưa con mình đến với lại các tông đồ để xin chữa trị. Thế nhưng các tông đồ lại bất lực trước tình trạng bệnh tật của con mình. Dầu vậy, ông vẫn không nản lòng, không thất vọng, mà vẫn cậy trong tin tưởng và tiếp tục đến với Chúa. Trong cuộc sống, chắc chắn cũng có lần chúng ta gặp những thất bại của chính mình, hay là những bất lực, thiếu khả năng của những người chúng ta tin tưởng cậy nhờ. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta mất niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Bởi vì con người là như vậy. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng toàn năng. Con người chúng ta thì hữu hạn. Chúa có thể làm được tất cả. Con người chúng ta trong giới hạn của mình mà thôi. Nhưng nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa với lòng khiêm tốn tha thiết thì Chúa có thể làm tất cả mọi sự nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc sống của chúng ta, dù những lúc lâm vào những cảnh gian nan tưởng chừng như bế tắc và mọi việc có thể như không vượt qua, nhưng chúng ta biết tin tưởng cậy trong phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa thì không việc gì không thể được. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ hơn, dù là hạt cải thôi, chúng ta cũng có thể vượt qua được những hoạn nạn, những khó khăn, nhất là để cho chúng ta được chống chọi trong những lúc dịch bệnh đang hoành hành đó đây. Amen.